Chào vâng, thì hôm nay Thái Hiển rất vui khi được về đấy, cũng là công việc riêng và cũng là gặp được cái cũng là trùng vào cái dịp hai em tổ chức đám cưới. Và về đến đấy thì Thái Hiển nhận được tình cảm bao lá của bà con cô bác quê nhà, thì cũng chưa có dịp để mà cống hiến. Thật ra thì có cái duyên máy để đứng được sân khấu, đứng lên truyền hình, được mọi người biết nhiều và một niềm tự hào mà người dành cho Hiển. Hiển cũng luôn luôn là cố gắng phấn đấu. Hôm nay mà kêu về một thời gian 4-5 ngày gặp thời tiết cũng hơi ôm tí, chứ hôm nay cố gắng hát. Có gì thì bà con quê hương mình ủng hộ nhiệt tình và thông cảm cho Thái Hiển được không ạ? Dạ. thôi. Thế là em hái cái thế này thì bà hái cái thế nào là quý vị cũng hiểu rồi. Còn bây giờ thì nhường lại cho em, bởi vì em là thi rất là nhiều cuộc thi. Còn bây giờ thì các quý vị sẽ tiếp tiếp chương trình với các nhạc em Đằng Thái Hiển sẽ hát một ca khúc được mang tên Về Đâu Mái Tóc Người Thương, sáng tác của chị Hoài Linh. Còn bây giờ thì bác của nó thì quý vị cũng hiểu rồi đúng không ạ? Dạ, như rồi thì theo yêu cầu thì em gửi đến toàn thể hôn trường ca khúc Về Đâu Mái Tóc Người Thương của sáng tác Hoài Linh. Và khi này hình như có một người muốn song ca về Thái Hiển đâu rồi. Xin mời được anh. Dạ.